Xin chào các bạn, hôm nay trên bàn của mình là một sản phẩm Omega 369 ha. Đây là một sản phẩm thực phẩm chức năng các bạn, cung cấp cho chúng ta các loại Omega 369. Thì các thành phần của thuốc của cái thực phẩm này mình sẽ để phần miêu tả ha. Thì ở ngay cái phần mà nhãn của cái hộp Omega này các bạn có thể thấy ha. Đây là sản phẩm tốt cho tim và mắt. Đó, omega 3 thì các bạn biết rồi, rất là tốt cho mắt ha. Omega 6 và 9 thì tốt cho tim. Đó, đây là cái viên thuốc của chúng ta ha. Hãng rất là chỉnh chu khi mà làm hình viên thuốc ở đây. Chúng ta sẽ có 325 viên này. Đó. Và ở đây hãng cũng khuyến cáo là chúng ta sẽ uống 2 viên trên một ngày. Tức là sau một bữa ăn chúng ta sẽ uống cái này ha. Thì các bạn cũng biết rồi, là thực phẩm chức năng thì không phải là tiên dược, chúng ta phải sử dụng rất là lâu dài thì lúc đó nó mới có tác dụng các bạn, chứ nó không phải là thuốc uống vào có thể giảm đau ngay, nhưng mà cái này là thực phẩm hỗ trợ các bạn, nên các bạn phải uống một thời gian khá là dài thì lúc đó mới bắt đầu có hiệu quả các bạn ha. Thì bước sang tuổi 25 các bạn cũng biết rồi đó, mình đang bóc hộp các bạn coi luôn ha. Bước sang tuổi 35 thì mình xin lỗi, từ tuổi 35 trở đi các bạn cũng biết là cơ thể của chúng ta bắt đầu có những cái dấu hiệu mà dấu hiệu của sự lão hóa các bạn, chúng ta bắt đầu già đi ha. Như mình trước đây á, mình có thể leo đi cầu thang đến tầm 3-4 tầng lầu không vấn đề gì, nhưng mà bước qua tuổi 35 các bạn là thấy rõ luôn, là mỗi lần mà quên đồ hay gì là thôi xong luôn, là bỏ lại luôn chứ không có sức nào mà lên lấy ha, rất là hay quên đó. Đây, đây là viên thuốc Omega 369 này, là của hãng Hurt Health các bạn ha. Đây đó. Cái này thì khách mình mua khá là nhiều rồi các bạn. Cái này hôm nay mình mở hộp và mình cũng để người nhà sử dụng luôn các bạn. Lâu lâu mình cũng dùng ké luôn, nên mình sẽ mở hộp các bạn coi luôn. Đây, cái viên thuốc của nó đây các bạn. Đó. Đó. Sau khi mà chúng ta lấy viên thuốc ra ha, chúng ta đóng nắp lại và chúng ta sẽ để vào nơi không có ánh sáng, không có ánh nắng ha, để chúng ta sử dụng các bạn nhé. Đó, rất là nhiều thành phần ha, rất là nhiều cái công dụng. Đó. Chúng ta cứ uống thực phẩm chức năng thường xuyên đó các bạn, nó không bổ trước thì nó cũng bổ sau, à từ từ nó cũng sẽ bổ à. Không phải tự nhiên mà ở Mỹ, Úc hoặc Nhật ha, người ta cho bán các sản phẩm thực phẩm chức năng rất là lớn tại các siêu thị các bạn nhé. Đó, đây viên thuốc ở đây các bạn, một ngày chúng ta sử dụng 2 viên sau khi ăn. Đó, đây là dòng Omega 369 bổ mắt và bổ tim các bạn nhé, hỗ trợ đấy. Rồi, bên mình thì bán các sản phẩm đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để ở đầu video, và là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn trên tay những cái mẫu đồng hồ nước hoa mỹ phẩm hay là thực phẩm chức năng chính hãng như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên vào các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và gặp lại các bạn với cái viên, với cái hộp mà 325 viên như vậy. Một ngày các bạn uống 2 viên, tức là các bạn sẽ dùng khoảng 150 ngày, tức là khoảng 5 tháng mới hết một lọ này, mà chúng ta chỉ mất có mấy trăm thôi, mình có phải cũng rất là hợp lý ha. Chúng ta đi làm kiếm tiền thì cũng phải chuẩn bị cho sức khỏe, nên chúng ta sử dụng cái viên này cũng rất là ok các bạn nhé. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn, xin chào tạm biệt.